Mùa hè nắng gắt, khi mà dưới một cái tấm lưới tre này thì cái lá của cái cây nhà Nhật nó vẫn hơi bị vàng vàng. Nếu mà đỡ muốn nó bớt vàng lá hơn thì phải che hai lớp bạn ạ. Nhưng mà sắp đến mùa đông rồi, sắp đến mùa thu và mùa đông rồi thì cây nhà Nhật nó rất là đẹp và sẽ có rất nhiều hoa. Các bạn thấy này, đây cây này nó báo hoa sớm này. Còn đây những cây này là nụ chi chít. Các bạn có nhu cầu mà mua các cái chậu nhài bầu nhà Nhật như này thì vui lòng liên hệ nhá. Đó. 097 797 3535 ạ. Nhà Nhật thân bụi ạ. Ngoài cái nhà Nhật thân bụi này thì nhà mình còn có cái loại nhà Nhật thoát thân ấy. Các bạn có nhu cầu thì cũng vui lòng liên hệ nhá. 097 797 3535 ạ. Cây nhà Nhật thì nó rất là sai nụ, sai hoa. Đó. Rất là nhiều, bạt ngàn ạ.